Chào các bác nhá, chào mừng các bác quay trở về với Quân Audio. Và hôm nay em dọn ra được hơn chục chiếc vang mặt này X5, nhưng mà ruột của nó là ruột X6 bác nhá. Đây, giới thiệu qua cho các bác luôn. Và lô này thì em đang tháo hết ra đây này, tháo hết ra để vệ sinh test tiếc ngon lành luôn cho anh em, được chưa? Đấy, đây, mặt thì mặt X5 này. Đấy, cái này em sẽ vệ sinh sạch sẽ hết các bác nhá. Đấy, tháo ra là vệ sinh sạch sẽ hết, tất cả em bao zin luôn, bao zin đẹp hết luôn, được chưa? Vỉ là vỉ X6 luôn này. Đây là thường thường cái vỉ X5 nó sẽ không có những cái cầu như này đâu. Mà những cái cầu như này thì nó là vỉ X6 nhá. Đây, giải mã AKM này. Chip 21375. Đấy, đằng sau đây. Con này là X6, con này là vỉ của nó là X6. Đằng sau thì nó có thêm một cái cầu ao nữa. Thấy chưa? 6 ao. Đấy, tất cả là em bao zin hết cho các bác nhá. Zin đẹp luôn. Hàng em cài đặt đủ 4 chế độ, có tặng kèm điều khiển đi kèm luôn cho anh em. Đây, có hơn chục chiếc thôi. Em báo giá nhanh, em bán nhanh cho các bác nhá. Bác nào mà muốn nhận hàng kiểm tra hàng thanh toán, em sẽ để cho bác giá 2 triệu đồng bao ship luôn, tặng kèm dây ca lông và dây và điều khiển đi từ xa luôn nhé. Đấy, thế còn nếu mà bác nào không lấy điều khiển và không lấy dây ca lông ấy thì là chỉ còn 1 triệu 9 thôi, nhận hàng thanh toán. Thế còn bác nào mà chuyển khoản luôn thì tặng khiển dây dợ đầy đủ hết là 1.900.000 đồng một con nhá. Hàng này thì em xả nhanh cho các bác, cho nên em bảo hành cho các bác trong vòng 1 tháng nhá. Em xả nhanh thôi, bán nhanh. Đấy, bán nhanh cho anh em, xả nhanh. Nếu mà bác nào muốn nhận hàng kiểm tra thanh toán thì sẽ đắt hơn 100.000 nhé các bác nhé. Rồi, xin chào bác, các bác có thể liên hệ trực tiếp cho em số điện thoại trên bài viết để đặt hàng. Có hơn chục chiếc thôi, bây giờ em đã vệ sinh. Sau đấy em sẽ lên video để thông báo đến các bác sau. Rồi, xin chào các bác.